mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội được Đảng và Nhà nước bảo hộ vì quyền lợi của người lao động và nhân dân. Khi tham gia, người dân được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và được nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng, được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh vẫn tăng đáng kể và đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Từ năm 2003, ông Bùi Văn Nhã tham gia công tác tại Hội Nông dân, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên và được phường đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ. Cuối năm 2020, ông nghỉ công tác nhưng chưa được lĩnh lương hưu vì còn thiếu tới 4 năm đóng bảo hiểm xã hội. Được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế ở phường tư vấn, ông chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện một lần. Từ tháng 4 đến nay, ông đã được lĩnh lương hưu. Việc này khiến ông rất yên tâm và phấn khởi. Được nhà nước ưu đãi thì đóng cái bảo hiểm tự nguyện này rất là phù hợp với chúng tôi. Tiền lương mỗi tháng là được 1.600.000 đồng, thì tôi cảm thấy là cuộc sống ổn định. Ngoài ra cũng được bảo hiểm y tế thì hàng tháng có người yếu yếu đi khám bệnh thì cũng được nhà nước chi trả là 95%, rất yên tâm, phấn khởi. Không chỉ riêng ông Nhã, nhờ được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà đến nay toàn tỉnh đã có gần 1.000 người lao động làm các nghề tự do được hưởng chế độ lương hưu với mức từ 1,5 đến 3 triệu đồng trên một người một tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ năm 2020 đến nay, mặc dù công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chịu tác động và gặp không ít khó khăn trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương, bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn, đối thoại, cung cấp cho người dân đầy đủ các thông tin chính sách ưu việt của bảo hiểm xã hội tự nguyện, như khi tham gia sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn hiện tại là 700.000 đồng. Trong đó, người tham gia thuộc hộ nghèo được hỗ trợ là 30%, hộ cận nghèo được hỗ trợ là 25%, các đối tượng khác được hỗ trợ 10%. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 20 năm sẽ được hưởng chế độ hưu trí, có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh nên có rất nhiều người dân đăng ký tham gia với tâm trạng phấn khởi. Nông dân lao động chúng tôi không được tham gia vào cái bảo hiểm xã hội bắt buộc ấy, thì sau khi Đảng Nhà nước có cái chính sách này thì nhân dân tôi là phấn khởi. Trong gia đình thì có hai vợ chồng đấy, cô em và chú em đều tham gia. Sau này về già là chúng tôi là có cái chế độ lương hưu được lĩnh hàng tháng và đặc biệt là đi khám chữa bệnh là có thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh việc mở rộng các đại lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh còn phối hợp thành lập các nhóm tuyên truyền trực tiếp đi tới các khu dân cư, chợ, hộ gia đình với phương châm đến từng ngõ, gõ từng nhà, tạo điều kiện tốt nhất về mặt thủ tục nhanh, thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong thời gian qua về phía bưu điện ấy thì triển khai phát triển cái bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng cái hình thức là phối hợp với lại chính quyền địa phương từ xã cho đến tổ dân phố rồi là thôn để mời nhân dân đến để mà nghe cái hội nghị tuyên truyền. Thế còn trong cái thời điểm hiện tại dịch bùng phát thì phía bưu điện thì cũng vận động cán bộ công nhân viên đến tư vấn tại địa chỉ hoặc là điện thoại tư vấn cho người dân, đã bắt đầu triển khai cái app FSM để phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến thời điểm này, Hưng Yên đã phát triển được gần 11.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng gần 400 người so với tháng 12 năm 2020, đạt 62,3% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Những nỗ lực phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành địa phương đã và đang phát huy hiệu quả, hướng tới mục tiêu lâu dài là tất cả người dân đều có lương hưu và được chăm sóc sức khỏe khi về già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.